Xin kính chào mọi người nha. Đây mình xin giới thiệu cho mọi người biết một con mèo tiểu thư. Một con mèo mèo mở lây tây. Mèo mở lây tây cũng thấy ghét nữa. Mèo ơi, bớt dẹp đi em. Nè, mèo nè, nhìn kỹ nè. Đó. Em là em lông trắng, cà phê sữa, mắt xanh, rất là dễ thương. Đó. Đây là người đẹp của khu này nha. Ơi em có ghẻ chưa hả? Cái đi quay mặt lên cho mặt cho chừng mày té nha. Mà đứng hàng rào á mèo. Rồi thôi mày đi xuống đất đi mèo ơi. Rồi mày chừng chừng mày té cái chỗ đây nè. Come here, come here. Go down. Cái đi mày đẹp quá trời đẹp. Sao mày đẹp vậy? Mày đẹp quá, chắc mày nhiều ghế lắm mà. Tao biết chắc luôn á. Biết chắc mày nhiều ghế lắm mà. Đó, ưỡn ưỡn đi nha, ưỡn ưỡn đi. Nè, đưa mặt cho đây nè. Đó. Mèo. Trời ơi. Lỗ mũi hình trái tim nữa kìa. Ghét không? Mèo. Xin hãy coi. Trời ơi, mình. Mày ưỡn ưỡn mày té đó. Mày chơi thằng gạo nha, chứ không phải mày dưới đất nha. Quỷ mèo. Bước xuống. Chỗ này nè mèo, chỗ này đây vô đâu không biết không biết cái đi. Trời ơi nè, mình coi đứng nè, đứng có một cây là mình sợ nó té rồi. Nhảy xuống đi ba. Ngày chắc mèo cái quá đẹp quá. Cái đi nhìn như đây nè. Mày nhảy xuống đi, mày nhủi nhủi tôi nghi mày té rồi. Nhảy xuống đây. Nhìn xuống, cái đi. Nè, coi đây là diễn viên xiếc nha. Diễn viên xiếc chuẩn bị nhảy lầu. Cái đi. Em nghe, vô đâu? Cái đi, vô đâu? Nè, chuẩn bị nè. Anh này đang có tư thế, có ý định tự tử, anh đang chuẩn bị nhảy xuống từ tầng thứ 7. Nhảy xuống đất nè, nhảy xuống. Mèo. Trời ơi mày ngồi chết luôn hả? Nhảy xuống. Hả? Cái mèo ngoài mày muốn gì? Tao đâu có hiểu mày mày nói gì. Hả? Tao đâu có đáp ứng được nhu cầu của mày, mày muốn gì? Hả? Mày muốn mèo đực. Mày muốn gì? Mày nhủi 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 vô hoài vậy. Đẹp lắm, tại nó mới liếm liếm lòng á. Cái bình thường nó đẹp lắm con mèo này nè. Mèo là cây hậu bay nha. Chủ nó ra cây bay mọi người, bye bye.